say nha. Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em. Đó, đợi xíu. Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu. Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài cuối con đường. Chết rồi. Dạ máy ảnh rồi. Rồi. Trời ơi, có cái máy xong mà cầm ông non này giờ sao? Trời ơi, cái máy của ông cố anh để lại. Mấy đứa này. Mấy đứa thì mấy đứa tại anh đúng không? Chụp một cái cảnh đấy luôn mà ông làm nên. Hôm giờ ông chụp dẹp nữa ha. Từ từ để vớt nó lại. Đâu? Vớt nhanh lên đi về. Xoáy lẹ đi. Hả? Chưa quên máy. Trời ơi. Mấy giờ chụp thiệt vậy nữa. Nước gì mà chạy tùm lum. Mấy giờ hư luôn cái máy của tôi rồi. 20 triệu của tôi đấy biết không? Trời ơi, lắc thì nó cũng hư rồi. Xin đi về. Trời ơi, không biết là nó có sao không nữa. Hư rồi. Nhưng mà hả, mình còn cái hy vọng là cứ còn nước còn tát đi anh. Xong tát cái gì nữa. Nước quá trời nó tát hết. Thì cứ xoáy đi cho khô mà hễ mà cứ mở lên mà em còn sống là hả? Chết rồi, nó rớt luôn rồi. Em còn sống là thôi. Mình đem lên, mình đăng lên mạng, mình bán ra sao bán. Mà sống được. Thì cái chứ, tôi tiếp tiền ghê 20 triệu luôn chứ ông tưởng ít hả? Tôi mua cho ông đi chụp mà ông làm rớt. Sơ sẩy một chút xíu là rớt. Trời, mua nổi cái máy 20 triệu mà không mua đi đường nổi cái cho 100 ngàn. Chồng con lạ kỳ. Thì tại... Tại thì tôi sấy đi. Thế đó, tôi sấy rồi ông mở lên ông bán được đi. Ông mà không bán được đó hả? Khỏi vợ phải con luôn nha ông. Xách đồ ra nhà ngoài ở đấy. Chồng con đụng cái gì là hư cái đấy. Mở lên coi được chưa? Được không? Không được. Đầu ghê luôn á. Cái này mình đã sóc một cái là mở em luôn đăng lên mạng liền bán liền mua cái khác. Trời, ok, em cứ ngồi sấy đi. Ê, anh ơi, mở lên được rồi nè. Rồi, để anh vô trang Nhật Tảo anh đăng liền. À, bài 5D. Cần nên đợi nên bán gấp. À, bán được nha, bán được là hả? Giá rẻ. Cái giá như vậy à? Hữu nghị cho người yêu nhiếp ảnh. Đó, được chưa? Mấy triệu? 10 triệu. Rồi. Giá ra đi 10 triệu. Có fix chút đỉnh cho người nhiệt tình. Rồi, enter. Mà thằng nào nó mua đây? Không, để cái này mà bán được cái. Sống được hả? Sống rồi hả? Trời ơi, đã bầu bì vậy còn làm chi nữa. Thôi, để đây anh. Trời ơi, phải lo cho sức khỏe, phải lo cho con anh chứ ha. Bây giờ sắp tới rồi, chuẩn bị đẻ cho anh cu nha ha. Hứa anh sẽ, anh kỳ này anh lên mạng anh kiếm cái máy chụp hình ha. Vừa đẻ nó ra cái là anh chụp cho nó phát liền nha. Chịu không? Rồi, nhớ rồi nha, hứa rồi nha. Không biết có bán được hay không. Ông cứ lo kỳ quá, để tôi tính cho. Đảm bảo bán được máy này là tối nay tôi dặn ông đi ra đầu eo. 1 triệu bạc còn chưa mấy được. Sao mày? 10 triệu. Để em lấy tôi lo. Rồi, nhiều chiều. Để. Đó, nó là đảm bảo là tối nay thì được đi ra đầu eo ngồi rồi đấy. Đảm bảo 10 triệu chắc luôn á. Lấy rồi cái tài rồi. Dạ. Anh Hưng phải không? Dạ em Hưng, anh là Khoa đúng không? Khoa à, mới gọi cho em rồi. Dạ hồi nãy mình gọi anh đó. Anh Hưng trên cái diễn đàn gì đó. Dạ Nhật Tảo. À Nhật Tảo hả? Nhật Tảo.com. À mình thấy anh bán cái đăng bán cái máy đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi anh, cái máy đây nè anh. Đó. Đang định kiếm cái máy về chụp bà xã, bà đang có bầu định chụp. Trời ơi, có bầu là phải dùng full frame chụp con nít. Đúng rồi, nó dè ra nhiều quá phải chụp full frame đúng không? Đó đúng rồi. Em đảm bảo với anh đó, anh về anh cho cái máy này, anh về anh chụp á. Nét nào ra nét nói luôn, rõ quá, cực kỳ luôn. Nét từ đằng trước ra đằng sau. Hình sao đẹp tôi cực. Tôi thấy trên kia đăng là cái gì 5D gì đó mà sao cái này nó có số 5 không mà nó mất cái 5D đó anh.
Chứ không có chữ D. 5D là cái tên mã, còn cái này có số 5 thôi. Nó là 5D, em bán để em nâng cấp lên cái gì quên là 7D. Em mua nâng cấp lên cho nó bán. Còn cái chữ đó không sao đúng không? Đúng rồi, không sao. Mỗi mình vẽ lại được. Được, mình vẽ được. Để tôi coi tí xíu coi. Anh cứ yên tâm về cái độ bền của máy đi. Ủa mà nãy giờ chị này ai vậy? À, quên giới thiệu anh, bà lớn. Bà lớn. Em bán bà nhỏ để em kiếm bà lớn hơn chút xíu. Bà nhỏ đây hả? Rồi, đúng rồi. Để cho tôi coi bà nhỏ tí nha. Rồi, anh coi thoải mái đi. Mà miễn anh mua là được. Anh đi tìm hết, không có cái máy nào mà ngon như cái máy này đâu. Không có cái ống nào nó dài bằng cái ống này hết. Cái này nó phục hay quá ha. Đúng rồi, anh cần nó dài là nó dài. Được. Đảm bảo với anh luôn, em đảm bảo bảo hành cho anh luôn. Mà bây giờ em là thành viên uy tín trên Nhật Tảo, em đảm bảo với anh. Bởi Cu Hiệp. Anh biết Cu Hiệp không? Cái anh cu gì vậy? Đó, trên Facebook của Trần anh có Cu Hiệp, Trần Cu Hiệp. Biết cái anh đó nổi, cái anh cu đó nổi tiếng lắm á. Cái em biết hết cái người đó. Anh cu cu. Đây ơi. Dạ, dạ, đó anh Hiệp, dạ. Dạ, dạ, khéo quá. Khỏe. Dạ, dạ, cảm ơn anh nha. Hả? Dạ, cà phê xíu à. Cà phê chân gió xíu. Dạ, dạ, chào anh. Biết không? Đó. Đó, thấy chưa? Trần Cu Hiệp. Có cái anh này tôi bạn thân của tôi tâm anh Hiệp đó, thì bảo hành cái máy này cho anh luôn á, em đã bảo luôn vậy đó hả? Đã bảo hành luôn á. Này nào ta, chắc thành viên tinh tế thôi sao mà nhớ hết được. Offline gặp đây thôi kệ. À mà bên đó tôi biết đó nha, đừng có ấy nha. Không biết ông Tài không? Tại Sài Gòn hả anh? Không. Ai? Cái Tài nào? Tại Sài Gòn tôi mới quen, tôi quen Tài Mô Tô. Trời ơi, Tài Mô Tô. Tương lai Tài nào? Tài Mô Tô, Tài Tinh Tế tôi cũng biết. Biết không? Tài Tinh Tế tôi cũng biết. Không đó, tôi chơi chung hội với Tài Mô Tô đó. Dữ rồi. Tôi là ở trong hội đó, có mình tôi đi xe đạp thôi đó. Trời. Ủa, anh nổi nữa, vậy anh nổi tiếng nữa. À mà bây giờ tóm lại là bây giờ anh có mua cái máy không? Mà sao anh cứ khoe hoài vậy hả? Thì từ từ. Trời ơi, do ông biết rồi, đi mua cái máy tôi phải khó khăn lắm, tích góp nhiều lắm. Nói chung ra anh đi chợ nhưng còn hơn đồng bà nữa. Là anh nói cho em nghe, anh thấy vậy chứ bao nhiêu năm anh trên chiến trường, trên thương trường á. Tôi á, ông biết không, trời tôi không sợ. Đúng. Đất tôi không sợ. Đúng. Còn lại cái thứ gì tôi cũng sợ hết á, bởi vậy. Mua cái này tôi phải coi cho nó kỹ phải không? Không phải hàng. Em cứ đảm bảo với anh rồi, hàng tốt. Theo hàng tốt, ống dài, ống bự như vậy anh cứ về chụp thoải mái. Em nói cái luôn. Gì cái này full frame full mà. Frame. Rồi, full frame giá hữu nghị luôn. Bây giờ thôi bây giờ dứt điểm vậy đi nha. Thấy ông rồi vợ lớn rồi cũng nhiệt tình. Dạ. Em rồi cũng sốt sắng rồi anh nói chung là liều đi ha. Liều ăn nhiều. Bây giờ ông đăng này nhiêu nè? 10 triệu. 10 triệu bớt chút xíu á. Có bớt chút xíu. Bớt là được rồi, nhưng mà bây giờ bớt chút xíu nha. Bây giờ tôi trả dứt giá một ha. Được rồi, anh em mình mua. Trả đi như nào thì được rồi, thì hai bên thương lượng bán với nhau. Bây giờ thì không được thì thôi nha. Rồi. Nhiêu? 2 triệu. Hả? Ôi trời. Anh nghĩ sao mà cái máy này á, lúc mới anh biết không, em mua 20 triệu. Mà chuyện vợ chồng em chỉ có 1 tháng, 2 tháng thôi, bây giờ mà em nâng cấp lên thì, anh nghĩ sao một cái 5D full frame mà anh cả 2 triệu thôi. Thôi thì nhưng mà tiền đâu đưa đây? Mà thôi bán luôn nhanh luôn đó. Bán luôn, thấy không tốt ghê không? Bán luôn hả? Rồi bán luôn á. Bán luôn. Tại vì thấy anh nhiệt tình rồi em thấy anh cũng nhiệt tình anh. Với lại về chụp bà vợ bầu rồi đó thôi. 2 triệu. Thôi rồi, tiền rồi, luôn đi, thấy anh nhanh nha. Gọn lẹ thôi tôi cũng tranh thủ ha. Thôi 2 triệu ha. Bận chở gấp luôn vậy. Rồi 2 triệu. Lỡ rồi hy sinh gì vợ luôn. Rồi 2 triệu. Đủ nha, 4 tờ nha. À anh ơi, mà cái này có cái gì có cái gì khuyến mãi cái bịch đựng cho nó lịch sự chút xíu nha. Cái túi này nó có chống sốc không? Chống sốc thoải mái. Sao mà thả xuống cái bùm nó không có rớt xuống. Thả xuống đó. Vậy hả? Rồi bình thường rồi. Cảm ơn nha. Rồi là khớp lệnh ha. Rồi giao thành công. Giao thành công. Rồi cảm ơn nha. Chụp hình đẹp nhá. Rồi cảm ơn nha. Rồi ba. Gì đấy là tôi điện báo. Chúc may mắn nha. Nghĩ sao trời, đã vậy? Tôi tưởng chắc bao được triệu, được 2 triệu. Nói rồi, rau 10 triệu trả nhiêu cũng dính lít á. Tối nay đi ăn lẩu. Đi caramel được rồi. Thôi về đi caramel thôi. Bỏ túi. Tự nhiên không có 3 triệu giờ đâu. Thắng 2 triệu. Đó là đúng khùng, đã đi.
máy đó có sao không? Lỡ cha nó nhìn cũng giang hồ lắm. Trái trời đừng có bao giờ gặp lại. Anh Khoa. Hưng đúng không? Dạ dạ. Anh đi đâu vô đây? Máy ngon. Máy gì? Cái máy bữa đó, máy chúng mày bán cho anh đó. Nhớ chưa? À. Cái 5D. Rồi. Cái máy đó máy ngon. Máy ngon thiệt hả anh? Hôm bữa anh chụp. Hôm giờ anh nó khen hết sảy rồi, chụp ngon hơn cái điện thoại nó nhiều. Đúng rồi, máy là phải ngon hơn cái điện thoại. Bởi vậy nãy vô tình đi ngang thấy em định quay lại cảm ơn nè. Dạ, cảm ơn anh. Mà anh hỏi thế này tí xíu, dạ. Nói chung là anh không có biết nhiều về máy á. Dạ. Mà bữa hổm anh xài, anh thấy trời mưa, anh chụp thì nó không sao hết á. Nhưng mà trời nắng á, trời nắng cái tự nhiên đang chụp cái thấy nó đổ mồ hôi. Nó rỉ nước bên trong ra đúng không? Nó chảy mồ hôi á, nói chung là giống như nó đổ mồ hôi đó. Là sao cái mình sao kỳ vậy? Tức là như vậy, em cũng tính bữa em bán cho anh xong em cũng tính gì nói với anh vậy nè, tại vì không phải mấy cái giọt nước đó bên trong máy á, anh thấy á, là nó có từ trước rồi. Ủa là sao? Tức là đại khái là em đi trời mưa, em muốn có những cái cảnh lãng mạn ở trong mưa. Cái có mấy giọt mưa nó rớt vô cái khe đó. Nó động lại trong đó thôi chứ không có gì hết á. Cái nước bên ngoài chứ không phải cái mồ hôi của đúng cái máy. Đúng rồi, mà nó rỉ ra hết rồi thì em nghĩ là, nhưng mà máy tưởng sao thì có gì em không sao. Chúng mày máy ngon. Dạ, nói chung là nó ngon. Dạ dạ. Vợ anh nó khoái lắm nên là vậy là được rồi. Dạ. Có 2 triệu mà rẻ là được. Dạ. Mà mai mốt anh dặn chú mày ha. Dạ. Mốt có cái máy nào mà nó ngon hay là cái gì nó ngon ngon vậy đó. Mà nó ướt giống vậy đó. Dạ dạ dạ. Kêu anh. Dạ dạ dạ. Ha, dạ. Anh là khoái em người chỗ đó đó. Dạ. Cái gì ướt ướt kêu anh. Cái gì thấy ướt ướt là kêu anh. Dạ. Rồi. Ok. Anh em mình mốt gặp lại sau ha, giao dịch sau ha. Dạ. Rồi anh cảm ơn nha. Dạ. Rồi dạ, đi dạ, nha. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Áo. Rồi. Đi nha. Dạ. Trời ơi. Thôi. Mấy bữa nay ấy nay quá. Tính gọi anh xin lại cái máy. Hú hồn. Tai qua nạn khỏi. Tai qua. Chân lý là đây. Xuống tóc làm thiện thôi.